Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Là tôi Danoman đây. Có thể khi đọc xong tiêu đề của video này, quý vị và các bạn sẽ tự đặt câu hỏi: Why? Sao bây giờ lão Danoman mới nói về chủ đề này? Hay đáng ra là phải làm video này ngay từ đầu chứ? Xin thưa với các bạn rằng bản thân Danoman tôi trước khi làm fanpage Mê Khủng Long cũng như kênh YouTube Mê Khủng Long TV thì cũng chẳng khác gì nhiều những người mù mờ về khủng long cả, gần như chỉ biết đến khủng long qua những kiến thức đã học trên ghế nhà trường và qua một vài cuốn sách khủng long thiếu nhi mà tôi mua cho mấy đứa nhỏ ở nhà. Vì thế, để nói về việc định nghĩa khái niệm khủng long, một khái niệm mà cho đến bây giờ vẫn còn gây ra những tranh cãi giữa các nhà khoa học ngay vào thời điểm bắt đầu làm kênh thì hết sức là khó. Tuy nhiên, mọi chuyện bây giờ đã tốt hơn và tôi tin đây là lúc thích hợp để mình nói về chủ đề này. Hy vọng rằng video ngày hôm nay sẽ giúp mọi người hiểu hơn về khái niệm khủng long, rũ bỏ những quan niệm chưa chính xác có nguồn gốc từ xa xưa và đón nhận những thông tin mới, cập nhật sát sườn hơn với những gì khoa học đang biết hiện giờ. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Khẩu quyết số 1, khủng long không hẳn là khủng long. Ôi trời, cái quái gì đây? Ngay điều đầu tiên nghe là thấy chối tai rồi. Cái gì mà khủng long nhưng lại không hẳn là khủng long? Nhưng xin quý vị và các bạn hãy giữ bình tĩnh. Chiếc khủng long thứ hai ở đây được đặt trong ngoặc kép nhằm ám chỉ nghĩa từ nguyên của khủng long. Như các bạn có thể đã biết, vào năm 1842, nhà khoa học người Anh Sir Richard Owen đã đặt tàu thuật ngữ dinosaur để gọi một nhóm bò sát cổ đại mới được xác định gồm những chi khủng long đầu tiên như Megalosaurus, Iguanodon và Hyliosaurus. Và không nghi ngờ gì nữa thì thuật ngữ dinosaur với cụm từ Hy Lạp dinos và sauros dịch ra có nghĩa là thần lằn khủng khiếp, mang một ngụ ý rất rõ ràng về ngoại hình của nhóm bò sát mới này trong hình dung của con người khi đó. Chúng giống các loài bò sát và trông rất đáng sợ. Khi thuật ngữ dinosaur được du nhập sang châu Á, người Nhật là những người đầu tiên tiếp nhận và dịch dinosaur thành koryu, một từ mới được tạo thành từ những từ gốc Hán kanji. Và như bạn biết đấy, những từ gốc Hán này khi chuyển sang Hán Việt thì có nghĩa là khủng long. Về cơ bản, khủng long vẫn giữ gần như nguyên ý nghĩa gốc của từ gốc dinosaur, trong đó khủng có nghĩa là đáng sợ. Còn thần lằn thì được nâng cấp thành long, một sinh vật huyền thoại của phương Đông, nhưng cũng có một phần nguồn gốc được xây dựng từ các loài bò sát. Đó chính là nguồn gốc của thuật ngữ dinosaur cũng như khủng long. Và theo thời gian thì khủng long lại được bổ sung những nét nghĩa mới trong tiếng Việt. Những từ có chữ khủng như khủng khiếp hay kinh khủng còn mang nghĩa là rất nhiều, chẳng hạn như to kinh khủng hay dài khủng khiếp, và do đó chữ khủng cũng được hiểu là rất to lớn, rất nhiều. Chính vì thế, nhiều người đã hiểu khủng long thành những con bò sát rất to, hay như một hình chế gần đây gọi là rồng mút. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cũng như các loài khủng long mới được phát hiện đã chứng minh rằng cách hiểu dinosaur hay khủng long là những con bò sát to lớn và đáng sợ không còn chính xác hoàn toàn nữa. Đúng là có những con khủng long rất to lớn, cũng có những con rất đáng sợ như Tyrannosaurus Rex, nhưng cũng có những con khủng long nhỏ bé và xét theo tiêu chuẩn hiện tại thì chúng cũng chẳng đáng sợ chút nào. Những loài khủng long nhỏ nhất hiện nay có khi còn nhỏ hơn con mèo nhà bạn và chúng cũng chỉ ăn côn trùng hoặc động vật nhỏ mà thôi. Chắc hẳn là bạn không sợ những con vật nhỏ bé như vậy đúng không nào? Chính vì thế, có thể khẳng định rằng việc định nghĩa khủng long dựa vào sự to lớn hay ngoại hình đáng sợ đã không còn chính xác. Đó là ý nghĩa của câu khủng long không hẳn là khủng long. Chúng ta vẫn gọi chúng là khủng long bởi từ khủng long hay dinosaur đã trở thành một danh từ riêng phổ biến và quen dùng. Khẩu quyết thứ hai, khủng long là bò sát nhưng bò không sát. Vậy rốt cuộc thì nếu không dựa vào kích thước hay ngoại hình đáng sợ để xác định khủng long thì chúng ta sẽ dựa vào điều gì? Mời các bạn đến với khẩu quyết thứ hai ngày hôm nay, khủng long là bò sát nhưng bò không sát. Lại gì nữa đây? Chắc các bạn đang nghĩ thầm, mới đầu thì ông nói là khủng long không hẳn là khủng long, bây giờ thì ông nói khủng long là bò sát nhưng bò không sát. Chính xác là như vậy đấy các bạn ạ. Có thể các bạn cũng đã biết rằng từ bò sát trong tiếng Việt hay reptile trong tiếng Anh đều bắt nguồn từ tư thế di chuyển với phần thân nằm gần mặt đất của hầu hết các loài bò sát. Reptile trong tiếng Anh có gốc Latin là reptilia, có nghĩa là bò. Sở dĩ bò sát phải bò sát là bởi tư thế chân của chúng là chõi ra hai bên, xương đùi gần như song song với mặt đất. Do tư thế chân này mà khi di chuyển thì phần thân của bò sát sẽ nằm gần mặt đất và chúng sẽ có kiểu chuyển động side to side, nghĩa là đánh từ bên này sang bên kia. Trong khi đó, khủng long thì ngược lại. Chân của chúng có thể đứng thẳng với xương đùi gần như vuông góc với thân và mặt đất nhờ một cái lỗ trong hốc khớp hông. Nhờ đó, khủng long có thể chạy nhanh hơn và bền hơn các loài bò sát cùng kích cỡ với chúng. Và như thế, khủng long cũng không còn bò sát. Tuy nhiên, chúng vẫn là bò sát vì chúng tiến hóa từ tổ tiên bò sát và có nhiều đặc điểm chung với bò sát. Chẳng hạn như đẻ trứng, da có vảy, cấu trúc xương tương đồng, v.v. Do đó, cũng giống như trường hợp của khủng long thì bò sát đất chỉ còn là nghĩa từ nguyên của bò sát mà thôi, chứ không phải loài bò sát nào cũng bò sát đất. Khẩu quyết thứ ba, những đặc điểm khác biệt của khủng long.
Bên cạnh việc bò không sát thì khủng long còn sở hữu một số đặc điểm khiến chúng trở nên khác biệt với các nhóm bò sát khác. Đầu tiên, khủng long thích nghi mạnh mẽ với lối sống trên cạn. Đặc điểm này có thể giúp phân biệt khủng long với những nhóm bò sát cổ đại sống dưới nước hoàn toàn như ngư long, dài cảnh long hay thương long. Nếu ai đó nói với bạn về một con khủng long sống hoàn toàn dưới nước, chẳng hạn như họ gọi Mosasaurus, Sonisaurus hay Elasmosaurus gì đó là khủng long, thì hãy mạnh dạn nói với họ rằng đó không phải là khủng long. Đương nhiên là cũng có một số loài khủng long thích nghi với lối sống bán thủy sinh, săn mồi trong nước như Natovinator. Tuy nhiên để sống dưới nước hoàn toàn thì không thể. Thứ hai đó là lông vũ. Dù khủng long vẫn có những phần cơ thể được bao bọc bằng vảy như bò sát, nhưng nhiều bằng chứng hiện nay cho thấy hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả khủng long đều sở hữu lông vũ hoặc cấu trúc tiền lông vũ trên cơ thể ở các mức độ khác nhau. Lông vũ này giúp chúng giữ ấm cơ thể ở những vùng có điều kiện khắc nghiệt hoặc để khoe mẽ với đối tượng còn khoe mẽ. Thậm chí về sau lông vũ còn có thêm chức năng thông tin liên lạc như một dạng tín hiệu giữa các cá thể cùng loài vậy. Thứ ba là cấu trúc xương. Trong khi hầu hết các loài bò sát có cấu trúc xương đặc thì nhiều loài khủng long sở hữu cấu trúc xương rỗng ở nhiều khu vực trên cơ thể, trông giống như miếng bọc biển hay thùng cắt tông vậy. Mục đích ban đầu của cấu trúc này là để làm giảm đáng kể khối lượng của xương nhưng vẫn đảm bảo được độ bền. Chính nhờ kiểu cấu trúc này mà nhiều loài khủng long mới trở nên to lớn và khổng lồ, vượt qua những thách thức của định luật hình vuông và khối lập phương để trở thành những sinh vật trên cạn to lớn nhất, không cần đến lực nâng của nước như cá voi. Thứ tư là hầu hết khủng long có thể là động vật máu nóng. Trái với định kiến thông thường rằng là bò sát thì sẽ là động vật máu lạnh, lừ đừ chậm chạp thì những khám phá gây chấn động trong giai đoạn mà người ta gọi là sự phục hưng của khủng long từ thập niên 1970, các nhà khoa học xác định rằng nhiều loài, thậm chí hầu hết khủng long là động vật máu nóng. Chúng nhanh nhẹn, có cường độ hoạt động cao và thích nghi với điều kiện khí hậu đa dạng, từ cái lạnh của vùng cực cho đến cái nóng của sa mạc. Điều này còn được chứng minh qua các phân tích động vị tiết lộ mức độ trao đổi chất mạnh mẽ của khủng long. Khẩu quyết thứ tư, khủng long chưa hề tuyệt chủng. Một trong những ý niệm phổ biến nhất khi nói đến khủng long đó chính là sự tuyệt chủng. Chúng ta dễ dàng tìm thấy những nội dung như khủng long đã tuyệt chủng như thế nào, những ngày cuối cùng của chúng đã diễn tiến ra sao, vân vân và mây mây. Nhưng kiến thức mới nhất hiện nay cho biết nói khủng long đã tuyệt chủng không hề chính xác. Ở đây chúng ta cần phân biệt rõ ràng hai ý. Thứ nhất, rất nhiều con khủng long như T-Rex, Triceratops, Ankylosaurus hay Parasaurolophus đã tuyệt chủng cách đây 66 triệu năm trước khi một tiểu hành tinh có kích cỡ tương đương một thành phố nhỏ mà chúng ta đặt tên là Chicxulub đâm sầm vào trái đất, gây ra một thảm họa toàn cầu dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật thuộc các nhóm khác nhau. Tuy nhiên, với ý thứ hai, cần nhớ rằng khủng long là một nhóm hết sức đa dạng và trong nhóm đó lại có nhiều nhóm nhỏ hơn. Có một nhóm nhỏ đã may mắn vượt qua được thảm họa tuyệt chủng và tồn tại cho đến tận ngày nay, đó chính là chim. Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy chim đã tiến hóa từ những tổ tiên cũng là khủng long của nền đại phấn trắng muộn. Để phân biệt thì người ta gọi những loài khủng long không phải chim là khủng long phi điểu, tức khủng long không phải chim và khủng long phi điểu được xác định đã tuyệt chủng hoàn toàn sau sự kiện Chicxulub. Chim sống sót nhưng không phải 100% mà cũng chỉ một số nào đó thôi. Và nguyên nhân của sự sống sót này là gì thì vẫn còn đang được các nhà khoa học tìm hiểu và đưa ra nhiều giả thuyết khác nhau. Nếu có điều kiện thì Mê Khủng Long TV sẽ đề cập đến các giả thuyết về sự sống sót của chim trong một video khác. Và theo quan điểm của cổ sinh vật học hiện đại thì chim vẫn là khủng long. Chúng ta có cả bằng chứng hóa thạch về sự liên tục trong tiến hóa từ khủng long đến chim, cũng như những bằng chứng giải phẫu học chứng minh rằng chim sở hữu mọi đặc điểm cần thiết để được gọi là khủng long. Có thể rất nhiều người sẽ thấy hơi thất vọng khi những sinh vật hùng vĩ mà họ từng gọi là khủng long bây giờ lại ngồi chung mâm với những anh bạn gà ngốc nghếch hay những cô vịt ồn ào. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của con người chúng ta mà thôi, và sự sống thì luôn có cách riêng của nó. Khủng long vẫn đang tồn tại, thậm chí mạnh mẽ chẳng kém gì động vật có vú. Theo thống kê, hiện nay có đến 10.000 loài chim khác nhau, trong khi chỉ có khoảng 6.400 loại động vật có vú mà thôi. Và trên khía cạnh đó có thể nói rằng, thời đại của khủng long chưa hề chấm dứt. Đây vẫn đang là thời đại của khủng long mà thôi và các loài động vật có vú, trong đó có chúng ta chỉ đang tạm chia sẻ quyền thống trị trái đất với chúng. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về khái niệm khủng long. Các bạn cũng có thể xem thêm video top 5 nhóm động vật từng bị nhầm là khủng long để không bị nhầm lẫn giữa khủng long và một số nhóm gần giống khủng long khác. Nếu thấy những video của Mê Khủng Long TV hay và hữu ích thì đừng quên đăng ký cũng như theo dõi video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.